Chào mừng anh em đã đến với kênh game bài Thì hôm nay mình sẽ chơi con game bài cu cool full nha anh em Với số vốn 100k Thì mình sẽ test cái con game bài này nha Ok, thì cái con game bài cu cool full này nó cũng rất là uy tín và dễ chơi nha anh em Theo kinh nghiệm của mình chơi thì Mình thấy cái con cu cool full này á Nó có dễ ăn hơn cái con mà y e Nhưng mà Nói chung là cũng ok nha anh em rồi thì với số vốn 100k thì mình sẽ vào chơi con poker trên dưới nha anh em ơi Ok thì cái này mình chơi nhanh nha cược 20k luôn nha thì với những anh em nào mà chưa có link thì hãy đăng ký link dưới phần mô tả giúp mình sau đó comment ID và tên game anh em tải mình sẽ tặng lọc trực tiếp vào tài khoản cho anh em nha lưu ý là mình sẽ tặng lọc chứ không có tặng coder cho anh em nhập nha anh em rồi, OK. Mình có để năm link dưới phòng mô tả, anh em có thể thích tải link nào thì tải nha. Rồi, OK. Trên, dưới, OK. Wow. Này ít chơi đại cho giờ làm sao? Giờ bốn nhỏ chơi liều ăn nhiều hơn anh em. OK, 2 lít 3 rồi. Nói chung là 100K của mình, mục tiêu của mình á là lên ít nhất là 10 triệu nha anh em. 10 triệu mình mới nghỉ nha, chứ không có vụ mà mình sẽ chốt lời sớm đâu nha. OK. Rồi, trong clip này thì mình sẽ, uh, cái này là mình chơi liều nha anh em. Anh em không bắt trước chơi theo nha, rất dễ cháy tài khoản nha anh em mình nói trước là clip này mình quay đi quay lại rất rất là nhiều lần chứ không phải là một hai lần nha anh em chơi không bắt trước tại nhà nói chung là anh em mình sẽ chỉ anh em những anh em nào mà vốn nhỏ hoặc là không có vốn không có thời gian chơi thì mình sẽ chỉ anh em cách kiếm một hai trăm ngàn hoàn toàn miễn phí nha anh em nói chung là chơi gọi là bất bại luôn nó không thua nổi luôn đó là cái cách mà mình chỉ anh em còn anh em nào mà vốn nhiều thì mình sẽ chỉ một cái mẹo cái mẹo đó không phải là cái mẹo chơi mà nó là y như là nó có lấy cái lỗi cái lỗi đập trình vậy đó. nhưng mà nó mình chơi theo cái số lượng nhiều mình mới ăn thì những anh em nào mà may mắn được coi clip này thì mình sẽ chỉ sơ qua đó là con sóc dĩ nha anh em thì anh em lưu ý là cứ 20 cây về trước nó ra con gì thì anh em đánh giống như vậy nhưng mà đánh điều tay đánh nhỏ thì tỷ lệ ăn của anh em nó cao ví dụ như anh em đánh 100 cây thì ăn hết 55 đến 60 cây nha anh em đó là cái tỷ lệ mà mình thắng thì anh em nào mà rảnh có thời gian chơi anh em cứ quýnh 5 ngàn 5 ngàn một cây 5 ngàn một cây họ anh em nào mà vốn lớn anh em để 1 triệu đây thì anh em quýnh 50 ngàn một cây trong vòng 20 gián thế nào anh em cũng thắng trên 10 gián thì nếu mà anh em thắng thắng thua đều nhau thì anh em lỗi tiền hoa hồng thôi nhưng về lâu dài thì anh em chắc chắn là sẽ thắng hơn. OK, thì vốn 100k lên 2 triệu 3, 2 triệu 4 rồi anh em ơi. Rồi, mình đánh đại thôi nha anh em. Nói chung là cái này thì nó cũng chả có kỹ thuật khỉ gì đâu. Nói chung là đánh cho nó có cái gọi là cái video để đăng lên cho anh em coi rồi. Anh em thích coi vốn nhỏ mà thắng nhiều thôi, nên là mình làm clip cho anh em coi thôi. Nhưng những clip thế này anh em không bắt trước tại nhà nha rất dễ cháy không có đường ăn luôn lâu lâu nó nhả cho anh em thôi anh em cứ chơi bình tĩnh chơi bình thường giúp mình với những anh em nào mà nói chung là chơi không có muốn thắng mục đích là vào thắng tiền hay là chơi để giải trí thì khác còn anh em chơi cơm gạo chơi nuôi gia đình á thì anh em phải liên hệ mình để mình chỉ anh em cách chơi nha chỉ anh em cách chơi chứ đừng có gọi là Ờ, chơi liều, chơi ẩu, rất là dễ thua Tại vì nó vốn dĩ nó đã chỉnh tỷ lệ anh em thua rồi Nên anh em không thắng được Thắng thì nó nhả khúc đầu thôi Sau này mình chơi ví dụ như Thế nào cũng thua, nói chung là theo kinh nghiệm của mình Còn mình đó, thì mình vẫn chốt lời điều điều nha anh em Không có dạy mà mà Chơi tắt tay với nó, chặt tay với nó là nó soi Hiểu không? nói chung là mình để 5 link game ở dưới phần mô tả hoàn toàn là của một nhà cái nha anh em một nhà cái nếu anh em lưu ý lưu ý anh em lưu ý giúp mình nếu anh em tải thử anh em tải thử ba game đi anh em nạp một lúc ba game luôn thì thế nào cũng cùng một tên nó nhưng mà ví dụ như một cái trò iwin e dưới twin đi anh em nạp 50 k hai trò thì lỡ vớ Hay 2 hai cái cái mình nạp đều cùng một người luôn mình nạp vào cùng người luôn thì đó là cái cách mà nhận ra là nhà cái là một người nha anh em nói chung là mình sẽ chỉ mẹo anh em kiếm tiền từ cái nhà cái này nhiều thì mình không có nhưng mà mình chỉ anh em kiếm ngày 2 300 k với thời gian khoảng tầm nửa tiếng đến một tiếng thôi nếu với những anh em nào mà không có thời gian chơi thì anh em có thể chơi chắc giúp mình là điểm danh và chơi số lượng nhiều điện thoại thì anh em có thể kiếm được tiền miễn phí sau đó từ tiền miễn phí đó anh em cứ lấy đó mà chơi thì chắc chắn anh em sẽ không thua nha bảo đảm anh em chơi không thua luôn một ngày nó chia sẻ Facebook nó cho mình 3 ngàn thì sao mà thua đó. Ok rồi anh 21m rồi anh em ơi mình đặt mục tiêu là 10 triệu nhưng mà chắc là clip này nó nhanh quá thì mình sẽ lên 50 củ cũ luôn nha nói chung là hình như cái giấc giờ này thì nó cũng khuya rồi nên là nó không có soi nha anh em giờ này chắc nhân viên nó ngủ rồi thường á là nó soi mình thì nó phải soi trực tiếp còn nếu không thì máy nó nó, nó, nó tự chỉnh tỷ lệ rồi nhiều khi là nó ăn người ta nhiều quá rồi bắt đầu nó táo phân phiên mình nó nó, nó, nó thả như kiểu như mà bắn cá thôi, bắn cá tỷ lệ nó chỉnh à, à, 64 bốn rồi, nó ăn nó ăn xấu mà nó nhả ra bốn thì cái người mà đi trước á thì họ thu sắp mặt rồi thì táo phiên mình thì vô mình lậm thôi thì cái giấc này có khả năng là nó đang nó đang nhả cho mình thì mình đến đâu có khả năng là trúng đó nhưng mà trừ trường hợp mà nó soi cái là sắp mặt anh em anh em lưu ý là toàn là soi không nói chung là cái con game nào cũng soi nhưng mà riêng về cái mảng mà game mấy con game mà mình để link dưới á thì nó soi rất là ít nó soi từ khi anh em nạp quá nhiều tiền đi thì nó mới soi thôi còn anh em nạp khoảng bình quân ngày 500 đến triệu hoặc là anh em rút ngày một hai triệu thì nó không có soi nó ăn mấy thằng đại gia thôi nhưng mà anh em chơi là chơi phải điều tay đừng có chơi chơi cọc chơi cọc là rất dễ cháy tài khoản nha nói chung là anh em vốn ít hoặc là nhà cửa có con cái mẹ già đó thì đừng có mà nạp tiền nhiều ví dụ như là muốn anh em kiếm kiếm ngày vài trăm thì cứ nhắn tin cho mình mình sẽ hướng dẫn anh em chơi ví dụ như một mình đi làm ăn rồi mình kiếm tiền thì chơi như vậy thôi chứ chơi, chơi chi cho nhiều anh em hiểu không Ok, vốn 40m rồi anh em ơi Rồi Ngon lên cành đào ấy cha Đủ luôn Vô làm cây nó đủ luôn 50m Ok 55 Chốt lời nha anh em 55 triệu Trời ơi Định làm dài nháy nó cho đủ 60 Kiểu này thôi chắc chốt lời anh em ơi cho mình nghĩ là Sắp mặt rồi Thôi Chắc là nghỉ Thôi nghỉ Bye bye anh em à